Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 2, kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ làm là tiết số 2. Bài số 1, 350, 360, 370. Như vậy chúng ta thấy nó tăng dần không? Tăng dần mà cái này ta cộng 10 ra cái này. Cái này ta cộng 10 ra này. Cái này ta cộng 10 thiết tiếp theo thì ra là 380. 380 ta cộng 10 là 390. 390 ta cộng 10 là 400. 400 ta cộng 10 là 410. Nó qua bài B. 960, 950, 940. À chúng thấy nó giảm dần không? Nó giảm dần. Nó giảm dần là 10 đơn vị. Rồi như vậy thì chúng ta sẵn đây chúng ta tính tính tăng lên từ bên này qua bên này. Như vậy là 40, 50, 60, chỗ này là 70 được rồi, 970. 970 là tới 980. Này là 990. À cái này ta cộng 10 nó bằng là 1000. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Hãy ước lượng số sách ở mỗi ngang theo số tròn trục theo mẫu. Rồi chúng ta xem cái mẫu dưới này đây, người ta họ ước lượng nó là tầm 10. Còn này chúng ta xem là bao nhiêu đây? Từ đây tới đây là 10. 10 thì ở trên này là bao nhiêu đây? Từ đây tới đây là nó tầm khoảng cửa là 30, được. Đây 10, đây qua đây là 20, đây 30. Cái này ước lượng hay còn gọi là dự đoán thì nó có đúng có sai nha. Đúng có sai thì thường nó là sẽ sai nhiều hơn là đúng. Rồi từ đây chúng ta ước lượng là 30 thì từ đây qua đây nữa 10 nữa thì cho nó là 40. Rồi, cái này đây chúng ta giống xuống đây mà ước lượng đây là 10 thì cái này nó gấp đôi lên thì nó là tầm là 20. Người ta yêu cầu là ước lượng thôi chứ người ta không yêu cầu là tính lại, cho nên chúng ta ước lượng xong chúng ta qua bài khác. Chúng ta qua bài số 3. Có 10 chiếc bánh kem ghi các số như sau. Đây là 400, 230, này là 110, 80, 600, vân vân. Rồi. Mai lái những cái bánh ghi số tròn trăm, việc lái những cái bánh ghi số tròn chục. Việc nhường Mai lấy bánh trước. Câu A, viết tiếp vào dấu chấm cho thích hợp. Mai lái những bánh ghi số. Tròn trăm là đây là tròn trăm nè, được. Còn tròn chục là tròn trăm là có hai chữ số 0 à, phía sau. Còn tròn chục là có một chữ số 0, đó là tròn chục. Nào. Cái số này là nó là ba chữ số 0 đâu, nó là tròn trăm. Rồi chúng ta quay lại chúng ta xem Mai lái những bánh ghi số tròn trăm. Như vậy là tròn trăm là 400. Mai lái này. Rồi là 600. Rồi là 200. Rồi 1000. Mai lái được bao nhiêu cái bánh? 1, 2, 3, 4 cái bánh. Việc sẽ lấy những cái bánh ghi số tròn trục. Tròn trục là 230, 110, 80, rồi là 990, rồi là 380, 750. Việc lái tất cả là bao nhiêu cái bánh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bánh. Câu B, viết nhiều hơn, ít hơn hoặc là bằng và chỗ chấm cho thích hợp. Số bánh của Mai, Mai là 4, Việt là 6. À, số bánh của Mai thì ít hơn số bánh của Việt. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây.
Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Chào các em. Các em muốn tìm bài học, đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.